Thấy không, sư phụ nghèo khổ như vậy mà đi theo tôi làm chi? Không có nhà cho học trò nữa. Bây giờ là đã phòng rồi thì ấy hết ra rồi đó nha. Phòng đã đổi hết ra rồi, nghĩa là tháo hết ra rồi đó. Phòng ngủ của sư phụ gì để cho sư phụ cũng tháo hết rồi. À, hai vị hả? À, bữa trước viết cái bài hay quá trời hả? À, viết hay quá. À, mà hồi đó giờ viết hoài chứ đâu phải mới viết phải không? Viết 3-4 lần hả mà mình đâu có biết đâu. Sau này đọc báo thấy báo cáo đó viết rồi mới viết. Cảm ơn hả? Cảm ơn hả? À, tính phát thưởng cho quý vị chứ. Có nói với Hùng rồi, Hùng đâu mất tiêu rồi. Ờ, có nói phát thưởng mà ha. Thưởng cho thưởng cho nhà báo này nè. Bây giờ thưởng sao quý vị, tính thưởng sao? Viết báo hay quá, quý vị không có đọc báo này hả? Báo Việt Nam Time á, Việt Time á, có đọc hả? Ờ, nếu mà họ viết hay thì ủng hộ họ nha. Ừ. Có mấy tờ báo nào viết hay đó hả, mà viết công bình á, chứ không phải có tờ thì viết công bình, à mà có tờ thì viết hay, à cái tờ này viết hay nữa, à, còn công bình thì có rất nhiều tờ viết, mà nhiều khi viết hay mà vừa công bình vừa hay, à, cũng hơi khó. À, thấy cái báo con cò kìa, đâu viết cũng vui vui hả sư phụ, đọc cũng vui lắm. Là sao hôm qua không có lại à? Hôm qua con cò bay đâu mất tiêu rồi. Hùng ơi, hôm qua không cho cò ăn hay sao mà không lại? Ê, yes, ê, nếu người nào không có mà khách đó, chịu kêu họ lên họ ngồi ra đây. Hơi chật một chút, Việt Nam phải không? Việt Nam hả? À, hơi chật chút, quý vị đừng có buồn nha. Ờ, à, nhưng mà ngồi trên này được. À, rồi có hai vị ngoài kia, hai vị nào đó, ca sĩ nào đó, hai cho họ ngồi trước ha. Yeah, thank you. Yeah, ngồi đó được, ngồi tạm nha. Ngồi tạm nha, ok. Vậy hả? Trời. Rồi sao? Bữa đó phải đi vận động hả? À vậy hả? Nhưng mà người khác không đến được sao? À. Rồi thôi. Rồi. Tại mình cũng tính thưởng cho hai nhà báo mà. À. Nhà báo này với nhà báo kia viết hay. À. Viết chưa? À. Nhưng mà hôm qua không có lại thôi, thành sư phụ cũng quên luôn, dẹp luôn. À. Thôi bữa khác hả? Bữa khác thưởng cho hai nhà này ha. Viết hay nữa. Còn nhiều nhà, có nhiều báo cũng viết về sư phụ, cũng viết đặt bài gì đó. Hình như cũng có đăng bài sư phụ lên đó. Nhưng mà đăng bài của sư phụ thôi. Ừ. Thưởng không phải thưởng là viết về sư phụ, mà phải viết hay. À. Viết với cái vấn đề mà hay, viết cái văn bút hay đó. Này là thưởng cái đó. À. Chứ không phải viết về sư phụ không mới đăng hả? Hôm trước hình như lâu lắm rồi sư phụ cũng có đọc. Hồi đó chưa có muốn thưởng ai, không có biết thưởng ai đó. Nhưng mà thưởng phạt riết rồi họ tưởng đâu mình ấy nữa hay sao? À, thôi dẹp luôn hay sao? Phải thưởng chứ hả? Hay mà sư phụ thích mà, tại tôi cũng là nhà văn á. Tại người ta cũng nói là sư phụ hình như cũng là nhà văn mà viết 2-3 bài thơ gì đó mà là cũng thuộc về nhà văn đấy chứ hả? Ok. Thì vậy mình lấy tư cách nhà văn thưởng nhà văn chứ hả? Sợ gì ai nó sợ hả? Không sợ ha? Rồi. Bây giờ hộ pháp ơi, ở ngoài còn có người nào mà đứng ở ngoài lạnh lẽo không, kêu vô nha. Kêu vô đóng cửa giùm mà lạnh. Mấy người ngồi gần cửa có lạnh lắm không, nói thiệt không? Mấy người ngồi trong này mà nói không, mấy người ngồi gần cửa mới nói. Hả? Hả? Mở cửa thoáng hả? Được không? Sợ quý vị lạnh thôi, chứ sư phụ cũng thích không khí thoáng. Bây giờ còn những người nào ở ngoài đó mời họ vô. Hùng à, hết chưa? Vô hết chưa? Ngồi những cái chỗ đường nó cũng được nữa, tạm tạm. Còn không cái phòng khách hồi nãy sư phụ tiếp khách đó còn trống không? Vô hết rồi phải không? Thiệt không? Ừ. Rồi mấy người có con nít rồi ngồi đâu? Ngồi trả lời làm sao họ nghe được? À, có thí dụ mà sợ ồn mà cho họ ngồi trong phòng này cho nó ấm đi chưa? À, hoặc là ngồi sau đó.
À, ngày nào cũng có lo cái vụ này không? Mỗi lần đi lại là cái lo cái vụ ngồi tới ngồi luôn, ngồi đâu ngồi đây thì hết thì giờ nửa tiếng rồi. I'm sorry. You got translation all right? Yes. If any problem, raise your hand so we can fix it in time. Actually, I haven't eaten anything all day long since yesterday, so I suddenly feel a little bit down in energy, but I'll get up again very quickly. Lo ba cái vụ bao đồng mà. Tu hành là tu chứ rồi, lo bao đồng mà. Khổ cái là chúng sanh không có đòi tu mà cứ đòi những chuyện khác. Thành ra nó đòi gì phải cho lấy chứ. Không? Nó đòi tiền, nó đòi tự do mà mình cứ tới đó mình đứng nói tu, 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 nó đuổi mình ra không kịp. Nó thôi dẹp bờ, tôi muốn ăn táo mà cứ cho ăn nho. Thấy không? Thành ra khổ vậy. À. Ừ. Thì quý vị thí dụ mà không có đi qua được Hồng Kông hả? Thì ở đây cũng chắc cũng... À, ủng hộ đồng bào Việt Nam chút hả? Ừ. Làm hết cách không? Ừ. Những nhà báo thì họ ủng hộ bằng cách họ viết báo về cái tin tức đó hả? À, còn những người mình thì mình ủng hộ bằng cách cái gì? Ngồi thiền thầm lặng hả? À, trong cái lúc ngồi thiền, ví dụ quý vị muốn, như hôm qua có người nói là muốn đi đâu Washington gì đâu ngồi đó hả? Hay là ở đây ngồi đó ha? Chỗ nào quan trọng đó hả? Thì phải ngồi im lặng ha? Không có nói năng gì hết trơn á. Biểu ngữ thì viết được, nhưng không có được cái quần chữ bới, cái kiểu chữ bới, hiểu chưa? Là yêu cầu thôi. À, ví dụ muốn nói cái gì thì yêu cầu chính phủ Hồng Kông đừng có làm như vậy nữa. Hả? Hoặc là đừng có cưỡng bách người ta hồi hương để người ta tự sát. Vậy thì được, hả? Chứ không có được chữ bới, mắc dạy, hiểu không? À, phải có phong độ đàng hoàng. Mình biểu hiện cái ý tưởng và cái đường lối của mình thôi. Nhưng mà văn chương tao nhã, hiểu chưa? Không được chửi bới đánh đấm cái kiểu mà hạ cấp. Vậy người ta khinh khi nước Việt Nam. Khinh khi người Việt Nam không có phong độ, hiểu chưa? Hey, anh muốn ngồi ra trước hay ngồi đó? Ngồi đó ha, còn chị kia đâu? Mai Hân ra. Mai Hân về rồi hả? Ờ, à giờ cũng quá vậy. À, thôi. Ừ. Ngồi đó cũng hơi cật, hơi chật ha. Kệ nó đỡ hơn, ngồi đó ha. À. Thì ý sư phụ nói vậy có hiểu chưa? Ờ. À. Ở đây muốn biết gì là quyền của quý vị, sư phụ không có dám cản được, không muốn cản được, nhưng mà sư phụ khuyên vậy thôi. À, chứ không phải nói rồi nói tôi không có tự do báo chí nữa, không tự do ngôn ngữ, không tự do ngôn luận, không được ha, à, tôi không có gì đâu nha, tôi là bình đẳng lắm á, tôi là dân chủ lắm á. Thí dụ như mình có phê bình ai hoặc là mình muốn nói cái gì cũng phải nói có phong độ một chút. Ha? Cái vấn đề cười đùa hoặc là bình dân cười, nó vấn đề nói chuyện vui vẻ bình dân thì nó khác, thấy chưa? Còn cái vấn đề mà chửi bới nhau mà dùng văn chương mà không có cao đẹp đó hả, là tự mình ngậm máu phun người bẩn miệng mình á. Mà cái này sư phụ khỏi cần nói, nhưng mà sợ quý vị quên đi ha. À, hoặc là nhiều khi sợ quý vị mới vô tu hành á, cái mà sát khí còn đằng đằng á, à đụng ai quýnh ấy á. À, còn gần đây nghe nói cũng có một hai tờ báo gì đó viết sư phụ không có đúng sự thật hả, viết cũng hơi không có văn chương cao cấp gì lắm. Ừ, mà kệ hả, kệ. À, khuyên họ không nghe thôi. Hình như cũng có một người là có hai ba đệ tử gì chỉ khuyên họ nghe nói vậy mà không nghe thôi. À, nghe thôi dẹp. À, nhưng mà sợ làm vậy nó hơi mất mặt Việt Nam thôi, mất mặt cộng đồng Việt Nam, mình hơi hạ cấp thì không được. Chứ không phải sư phụ lo lắng về vấn đề gì, tại vì nói sự thật không đúng sự thật thì mình trả lại cho họ. Cái gì nói sự thật mình mới nhận chứ, phải không? Không đúng sự thật thì đó là họ nói họ nghe thôi. Cũng như món quà mà không cho mình thì mình không lấy thì trả lại cho họ chi đâu. Tất cả những gì mà họ cho mình xấu xa đều là họ phải nhận lại hết. Chứ mình không nhận. Ví dụ quý vị đem cho sư phụ trái táo, ha? Sư phụ không nhận thì trái táo là của quý vị, ha? Mà sư phụ đem cho sư phụ một bụi gai, à, quý vị đem cho sư phụ một bụi gai hoặc là một thùng phân á, à, quý vị sư phụ không nhận thì đó là quý vị phải đem về chứ. Thấy không? À, không nhận trả lại thì tò họ nhận hết. Tất cả những gì không tốt rồi nhận hết.
kệ, biết tại sao mà quýnh đấm tất hai phe hắc bạch đánh nhau không đủ rồi đem tôi ra làm bù nhìn á, đặng đánh cho đã hơi. Đánh gì cộng không được mà, đánh chính phủ Mỹ cũng đâu dám đánh đâu. Mà đánh báo khác rồi nó quýnh lại. Đánh vô đảng thì chết. Thành ra thấy tôi đàn bà yếu đuối mà nhỏ nhỏ một thước 49 50 gì đó thôi. Ba mấy 40 ký ăn nhầm gì. Quýnh cho đã hơi á. Giận cá chém thước á. Ở đây đâu có đánh ai được đâu. Xứ tự do mà quýnh đâu được. Thành ra kiếm cái bà nào mà bà không có biết đường đánh đấm gì đó. Bà ngu ngu đó. Đánh ai ba đánh ba cũng cười. Đánh cho đã tay vô xả hơi mà xả xuống bắp á. Vậy thôi chứ gì đâu hả? Hai phe hắc bạch nó đánh nhau hoài nó cũng ngán rồi, bây giờ cứ xúm lại đánh tôi. Thôi kệ, đánh riết rồi họ mỏi tay rồi họ ngừng à. Chứ không lẽ đánh hoài họ không mỏi sao? Bất cứ một võ sĩ quyền anh nào mà giỏi lắm đi nữa quýnh hoài cũng mỏi à. Không, đổ mồ hôi. Xôi con bóng. Rồi cái nó thôi, thôi. Thôi hả? Thí dụ đánh người đó bị thương đi nữa cái ông đó cũng mệt lắm á. Thấy không? Thí dụ mình đánh, thí dụ như mấy ông võ sĩ quyền anh nhiều khi không muốn luyện mà không có người ông đánh á, ông có đánh mấy cái cuốc gỗ á, hoặc đánh mấy cái bao cát không, thì mấy cái nhà báo nào mà đánh sư phụ đó là cũng coi sư phụ như bao cát á. Huấn luyện mà là mai mốt chắc muốn đánh cộng sản đánh không được gì, sách tôi ra làm huấn luyện mà bao cát đánh cho đã, luyện võ mà, luyện võ là mai mốt đánh ai đó ai biết đâu hả. Chắc vậy chứ gì, chứ không sao đánh tôi làm chi, tôi đâu làm gì đâu đánh tôi, phải không? Đâu làm gì đâu, phải không? Đi đâu cũng có quý vị đi theo cả đống cả đám, không có 100 người thì ít nhất cũng 5 người. Làm gì đâu quý vị không biết đâu. Đi tắm sông tắm suối cũng chụp hình đem ra nữa. Khổ vậy, đâu có gì bí mật với quý vị được đâu. Tắm sông tắm suối thì ở trong đó đâu có bao nhiêu người đâu hả? Chứ là nhiều khi thầy trò mình thôi mình đâu nghĩ gì đâu hả? Chứ không lẽ xuống tắm mà bận đồ vậy sao hả? Bận nguyên con vậy sao rồi chìm sao? Xuống tắm mà bận đồ ít chút chứ hả? Chứ không chìm á bận đồ vậy mà nước mà nó dồn ở trong đó phải không, nó phồng lên nó chìm á, chứ khó bơi phải không, tay chân kiểu này sao bơi phải không? Thành ra ta đi tắm ta mới bơi mặc đồ ít vậy. Mấy chỗ đó là chỗ rừng núi hoang vu, chỉ có cọp thấy ai thấy đâu. Nhiều cái hình đó chỉ có cọp thôi. Với lại heo rừng á. Heo rừng ra coi thấy mình nó cũng sợ quá. Thấy không giống nó, không có lông gì. Không có lông lá mà lấy dây xanh dây vàng che vô. Thì trường hợp nó như vậy rồi quý vị cũng mấy cái chỗ mà bí mật của tôi đó rồi quý vị cũng chụp hình được cũng đem ra coi với nhau rồi. Vậy đâu có gì bí mật nữa đâu. Phải không? Thật ra sư phụ đâu có gì bí mật nữa đâu. Ý sư phụ nói là sư phụ làm gì quý vị cũng biết hết á. Thấy không? Tôi đâu có làm gì đâu mà đấm tôi dữ vậy. Chắc là thì sư phụ ý nói là hồi nãy nói gì. Quyên Phương này chắc tụi nó ức hơi đâu á. Nó dùng sư phụ đánh thằng xã su bắp. Đánh xã hơi mà. Chứ đánh người khác không được á. Đánh sư phụ đâu có sao đâu. Bả đâu có quýnh lại đâu. Như hột cát, như bụi kêu là như gì bao cát mà. Bao cát mấy ông võ sĩ dùng để luyện võ biết không? Để luyện võ mà. Ok, để làm bao cát cho họ quýnh. Quýnh đã mệt nó xỉu, tự nói rút lui. Thôi ha, ai da. Tiền thân Phật Thích Ca, hay sao mệt quá. Chuyện của ổng mệt lắm. Tiền thân có coi chưa? Coi hết rồi mà, phải không? Mấy cái chuyện này hay lắm á. Nhưng mà sư phụ hình trước hình như có đọc rồi mà. Ok. Thôi nói cái chuyện này cho quý vị nghe ha. Cái chuyện không biết có hay là không nhưng mà cũng có tính cách tu hành chút. Chuyện này là chuyện của Đức Phật Thích Ca hồi xưa. Chuyện của ông thì nhiều lắm, mệt lắm, nói hoài không hết đâu. Ông tu lâu lắm rồi, thấy không? Thì quý vị ráng tìm mà đọc chứ ha. Cái này bây giờ Việt Nam ở đây in sách nhiều mà, phải không? Những cái sách nào mà có đạo đức, vấn đề tu hành á, thì quý vị mua mà đọc ha. Thứ nhất là mở rộng tầm thức của mình. Thứ hai là giúp đỡ những nhà văn, nhà báo, những nhà in ở đây họ có công ăn việc làm á. Cũng là vấn đề xã hội đó ha. Ok. Và lợi mình, lợi người đó là vấn đề xã hội ha. Cái chuyện này nó kêu là con quy chúa. Con quy chúa. Tại nhiều khi người ta dịch những cuốn sách hay, thấy không?
Ví dụ như ông này, ông gì đây nè, ông gì, ông dịch cái cuốn này nè. Nhà văn không có có nghĩa là lúc nào họ cũng tự viết mà họ dịch nữa hết chứ. Mà họ dịch hay, họ dịch hay mới dịch ra được, phải không? Không phải dịch không thôi mà phải lột tả cái ý đó. Thứ nhất, thứ hai, còn viết văn chương 47 nữa thì cũng là nhà văn, quý vị hiểu không? Chứ không phải phải tự họ viết ra mới là nhà văn. Ý sư phụ nói vậy, hiểu chưa? Như cái ông này ông dịch nè, ông này nó tên gì nè, đi coi coi coi. Hôm trước sư phụ có đọc cái cuốn này rồi, đọc hết rồi nhưng mà quên cái ông này dịch đó. Chữ dịch để đâu mất tiêu rồi. Cái người này dịch nè, chắc ông gì Phong hay đó, ông Nguyên Phong. À? Ờ vậy là cái trí nhớ tôi còn đỡ quá mà. Khá quá, phải Nguyên Phong không? Vậy là quý vị có đọc hả? Chưa hả? Thấy không? Việt Nam ở đây mà sách Việt Nam không đọc, đọc gì giờ? À đọc tiếng Anh hả? Cũng được. Nhưng mà tiếng Anh hiểu hết không? Hay kiểu mà tôi come from water Việt Nam á? Hả? I go home take the wind out of my way, my wife, cạo gió. Hả? Nó không thấy đèn Nguyên Phong đâu hết trơn. Hôm trước sư phụ có biết. Hả? Nguyên Phong phải không? Ờ thôi, không cần biết ai hả? Thí dụ mấy cuốn sách này dịch rất là hay hả? Thí dụ vậy đó ha. Thí dụ thôi chứ nhiều lắm quý vị đọc hả? Sư phụ công chuyện BB vậy mà còn ráng đọc mà quý vị không đọc gì hết trơn vậy. À chắc để tôi đọc cho quý vị nghe đã hơn hả? Một mình tôi làm hết mọi công chuyện rồi quý vị không có làm gì hết ha. Thôi bây giờ cái chuyện này là chuyện con quy chúa hả? Thuộc về tiền thân của Đức Phật Thích Ca. Có trích trong tịch tập sang từ bi âm, không biết người nào dịch không có nói chứ. Chắc cũng vị đại đức tăng ni nào đó dịch phải không? Thường thường quý vị đại đức dịch những cuốn sách này nè, ở đây không có thấy đề. Hồi xưa lâu lắm rồi đó. Có một con quy chúa. Ngày đêm hết lòng tinh tấn lo thiền định hả? Mỗi ngày ngồi thiền 2 tiếng rưỡi. ăn chay trường à, trứng cũng không ăn à, rượu lâu lâu uống chút thôi. Nó kiểu người Pháp họ uống rượu quen rồi, cho họ uống chút rồi mới chịu. Rượu mà kiểu họ rượu nhẹ đó, rượu vang ấy không, mà uống cho nó tiêu hóa đó. Mà họ cứ cãi cọi sư phụ hoài, nó cứ cái phong tục gì uống âm tiếp bơ, rồi uống chút thôi. Thì tức là trì năm giới, ha, ngủ con quy này nó trì năm giới. Ngồi thiền mỗi ngày 2 tiếng rưỡi, à, đi cộng tu rồi đều đặn lắm. Rất là tinh tấn và siêng năng, có đạo đức. Thường thường hết lòng lo lắng cho cả bầy. Để mà cho họ được có lợi ích. Những con quy khác, như con quy tức là con rùa đó, quý vị biết không hả? Con rùa để cho ăn. Thường thường thì con quy, con rùa chúa này, quy chúa này dạy dỗ cho đàn em của mình được vấn đề lợi ích và có đạo đức, ăn ở với nhau hiền lành, thuận hòa, để cho họ đừng có tranh đấu, đừng có gây thù hận này kia, những vị đổ máu hoặc là bể xương mô rùa. Đánh nhau nhiều khi bể mua rùa. Bể con mai, mai rùa đó, cái mai trên cứng cứng á, quýnh nhưng mà không quýnh bể được. Kiểu này mấy nhà báo quýnh tôi chắc cũng không biết cái mai nó còn không đây. Quýnh mai bể mất tiêu rồi, bây giờ còn mềm xương. Chắc họ tưởng sư phụ là rùa. Đánh nó coi cái mai nó đỡ đó, chắc không có đau đâu. Thì nhờ như vậy đó, nhờ cái con quy chúa này nó rất là hết lòng tinh tấn và lo lắng cho cả đàn, cho nên đàn rùa này sanh sống với nhau rất là hòa thuận êm ấm, không có chuyện gì xảy ra cả. Và những cái con rùa trong cái đàn đó thì vô cùng kính trọng cái con rùa chúa này, cho nên tôn nó làm chúa tể. Vốn là nó cũng không phải là chúa tể, nhưng mà thường thường nó lo lắng săn sóc trong cả đàn như vậy và hòa giải những cái sự bất đồng trong cái đoàn đó, cho nên những con rùa kia, những đồng tu rùa lúc đó chưa phải đồng tu,
cái bằng đồng đồng chí cái bằng hay là đồng gì họ nói đồng chí nói gì cộng nữa hả, có chữ gì khác không hả, đồng loại hả? Ừ, thôi đồng loại đi, đồng loại thì biết rồi, rủi rủi nhau không đồng loại thì đồng gì, nhưng mà ý nó có cái gì đồng tâm hiệp sức gì đó, tri kỷ hay sao đó không phải hả, đồng gì, đồng tu đâu chưa có tu mà đồng đội hả? À. Tiếng Việt Nam không biết vậy, tôi đã dở rồi, quý vị dở hơn tôi, thôi dẹp. À, thì những người mà ý sư phụ muốn nói đùa cho vui mà, tại quý vị kiếm không ra tiếng Việt Nam, thôi dẹp. Ừ. Nói đồng chí sợ người ta chụp mũ. Chụp mũ. À, nói chuyện chụp mũ, sư phụ nhớ cái chuyện chụp mũ vui lắm. À, có một cái nhà kia ha, rất là giàu có, tức là cái biệt thự rất là sang trọng ha, rồi ngoài tường thì à, rào hàng rào kẹp, hàng rào mà có cái nhọn nhọn lên trên đó, đặng cho người ta trộm khó vô đó. À, rồi xung quanh có kẽm gai nữa, rồi ở trong trước cửa nhà còn để à, trong nhà có chó dữ. Ừ, xin đừng béo mảng đến ha, thì thường thường có đề vậy hả, coi chừng chó dữ trong nhà. Có một bữa kia có người ta đang trộm kia vô đồ đạc, lấy chừng xách ra, nó ra trước khi ra nó để cái dưới cái tấm bảng mà coi chừng chó dữ đó, nó viết thêm một hàng, nó nói con chó hiền lắm đừng có chụp mũ cho nó. Ok, how many of you understand English? Những người nào nói biết tiếng Anh giơ tay sư phụ coi. Vậy thì cũng được rồi, thôi sư phụ nói tiếng Anh đi. Hả? À? Thôi nói lỡ tiếng Việt nó luôn đi. Ok. I'm already halfway Vietnamese, so maybe I, maybe you try to listen to the Vietnamese and English translation, and later I make up for you. Okay? I will talk to you in English, and you can ask me questions in English afterward. I throw them all out, and then you stay here. All right? Is that okay? Otherwise, I can never please everybody. Always, everyone want different thing. And the Chinese also offer, oh, definitely want me to speak Chinese. That's why the Sakyamuni Buddha, he learned only one language. And I didn't hear Jesus can speak too many languages. Huh? They're clever. I didn't know that before I got enlightenment. Otherwise, I don't learn anything. Vietnamese. Bây giờ nói lại tiếng Việt ha. Okay. Thì bây giờ, cái con quy đó hả? Rất được mọi người tôn trọng. All of you try to translate well, okay? And you don't have translation? And the guy who don't have translation, please, somebody whispered into his ear, okay? Thank you. You have to take care of your neighbor in case he doesn't have or he didn't have a good translator. Please take care. Better than nothing. When I go to India, they all speak Hindi. And nobody translate for me even. I have to try to use my wisdom to understand. But all I can understand is chapati, curry, pepper. You know, laddus. All the sweet stuff in India, all the food in India, I understand all this kind of, all the, when he speak like that, now I understand, chapati, yes, laddus. Sweet meat, otherwise nothing else. Yeah. But better than nothing. Well, so nobody can announce that I don't understand anything from the lecture. I understand something. You know? Yeah. Yeah. Sometimes they speak English. Yeah. The some of the masters speak English, but you know the Indo action is terrible. You very very difficult to understand. Sometimes I talk for half an hour and I don't know what she's talking about. You understand? Yes, very difficult. Very difficult. So you're already very lucky that I speak not very bad English. Yeah.
Oh, let's go back to the story. Tức là cái con nhân quy này ha, được người ta rất là kính trọng, cho nên rất đa số đều mà tôn họ, tôn cái con quy này lên làm con quy chúa. Và những khi có những việc gì bất bình, những chuyện gì không có hòa hợp hoặc là những chuyện không công bình ở trong cái xã hội rùa đó mà xảy ra đó, thì là con quy chúa này, họ nhờ con quy chúa này phân xử, ha. Ừ. Thì cái thế giới nào mà không có rùa, phải không? Xã hội nào mà không có rùa, đâu phải xã hội rùa đó đâu, không? Trong khi mình làm việc những nước khác thì mình thấy cái con rùa hành chánh nó cũng bò chậm chạp lắm, phải không? Khắp nơi, nơi nào cũng có rùa, vô sở bất tại, phải không? Không phải Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là omnipresent hoặc là vô sở bất tại không thôi. Nhưng mà rùa cũng là vô sở bất tại. Đi nước nào cũng gặp rùa cả. Nhất là khi mình phải xin vấn đề khai thuế, hoặc là xin tiền bỏ dưỡng lão, hoặc là xin tiền bệnh, Medicare, này cái nọ. Đó là rùa nó sẽ bò ra đầy đường rồi sao? Cán đường, cán lối. Hoặc là những người tị nạn ở trong trại đó, mà muốn xin đi nước thứ ba đó, thì rùa là rùa ơi là rùa. Thấy không? Đâu phải chỗ này mới có rùa đâu. Cho nên mình không lấy gì làm lạ đối với cái xã hội của rùa, phải không? Mình đã quen quá rồi. Này là những người bạn của chúng ta, phải không? Những người bạn dân. Ê, nói vậy không được. Không phải người nào cũng vậy, đa số thôi, không phải. cũng có một số nào đó thôi. Nói vậy mất lòng chết. Rắc đem tôi ra làm bao cát quýnh nữa. Bao cát đằng luyện võ nữa. Ôi vậy nè. Nhưng mà nếu cái xã hội rùa đó mà nó chỉ rùa không thôi thì không có cái chuyện này xảy ra. Thì sư phụ cũng cần ngồi đây mà đọc cái chuyện này. Nhưng mà khổ một cái là nó có chuyện. Có một con rùa khác, nó muốn làm vua. Vua rùa. Thì là thế này. Cái con rùa ấy nó cũng là rùa. Nhưng mà nó ở chỗ khác, nó cầm đầu một cái bầy rùa khác, nó muốn làm vua lắm. Thì nó thấy cái con rùa này đó, nghĩa là có danh tiếng lẫy lừng, được nhiều người rất là kính trọng, thì nó cũng biết như vậy, nhưng mà nó cũng chưa nói gì, chưa có lấy nó ra làm bao cát để mà quýnh. Cái con rùa này á, nó thường nó cũng cầm đầu một cái đàn rùa đó, cầm đầu một đàn rùa. Cũng ở gần ở bên đó thôi chứ không phải ở chung, ở gần núi lân cận đó. Mà cái chỗ một cái đàn rùa thứ hai này ở đó, thì có nhiều con thằng lằn nó ở trên cái cây đại thọ, nó rớt xuống dưới đất, rớt xuống cái chỗ mà mấy con rùa đó, gần bên mấy con rùa, là ở, nhiều khi rớt trên cái mai của mấy con rùa. Nhưng mà cũng chưa có gì, không có gì cả. Rồi những cái con rùa kia đó, những con rùa mà ở gần đó đó, nó cũng nghĩ rằng mấy con thằng lằn giỏi quá, từ trên kia mà rớt xuống cái đùng mà không chết. Nó đứng nhiều khi vỗ tay nữa, vỗ tay khen rầm rầm nữa. Thì rùa mà kiểu đó thiếu gì, không có chuyện gì làm, đứng thấy thằng lằn rớt xuống cũng vỗ tay khen. Mà rùa nó làm kiểu đó thì không sao, người làm nó mới kỳ. Có thấy người nào giống kiểu đó không? Có hả? Thôi đừng nói vậy á. Nói vậy lát sách ta làm báo cáo quýnh á. Chắc không có đâu ha. Người đó giống rùa vậy, mới thấy thằng lằn rơi xuống đứng vỗ tay. Bất quá cũng thấy mấy con bò nó đánh nhau rồi đứng vỗ tay chứ đâu thấy thằng lằn rơi xuống đâu. Hơi giống rồi, giống đâu, phải không? Thì đó cũng không sao. Khen ngợi rồi thì thôi, nó thằng lằn từ trên cao rớt xuống mà không chết, giỏi quá, rồi đứng vỗ tay.
tối ngày ăn cơm rồi cái đứng nó đợi thằng làng lớn xuống nó coi. Tại nó không có tivi mà. Không có máy truyền hình nó coi coi thằng làng lớn xuống để làm vật giải trí, làm món giải trí. Rồi cái con quy mà vẫn đầu cho cái con quy, cái đám quy đó thì không có nói gì cả. Nhưng mà cái con quy mà thông minh mà được người ta tôn trọng đó, mà làm quy chúa đó, hả? Quy chúa và quy đầu đàn khác nữa. Cái anh chàng kia là làm đầu đàn thôi, một nhóm thôi, chứ không phải là quy chúa. Còn cái anh này là chúa nữa, vừa đầu đàn vừa chúa. Cho nên cái anh quy chúa đó, anh mới nghĩ rằng những cái hành động của những con thằng lằn này á, từ trên cao rớt xuống hoài hoài như vậy, có ngày chúng mình sẽ mang họa. Mà không biết, chưa có biết là có họa gì, nhưng mà nghĩ rằng sẽ có ngày mang họa vậy thôi. Cho nên tốt hơn á là mình phải kiếm cách đi ở chỗ khác, rồi nói những con quy khác kiếm chỗ khác ở thì tốt hơn. Chứ mà cứ mỗi ngày rớt rầm xuống cả đám như vậy, thế nào có ngày cũng sinh chuyện. Tôi suy nghĩ vừa xong á, thì thấy nó vừa tính dọn chỗ đi á, thì có một cái đám rùa khác là cái đám của cái tên mà dẫn đầu đàn kia đó, vừa mới bò đến tính nó tới nghỉ chơi mà ở luôn, thì cái con quy chúa đó nó mới chạy ra nó cản đường, nói rằng các anh ơi, ở đây tu hành không có được đâu, bị tụi nó phá. Tại vì những con thằng lằn ở trên cây nó rớt xuống hoài hoài à, thế nào cũng làm cho mình có ngày mất mạng á, hoặc là liên hệ tới những sự không may. Cho nên quý anh nên đi chỗ khác đi, đừng có lẩn quẩn ở gần đây nữa. Cái đám quy kia đó nó ngu lắm, ngu độn lắm, không thèm nghe lời. Cứ nói anh sao anh cản đường của tôi tự do mà, tôi muốn ở đâu tôi ở kệ tôi. Thì ở đó không có chịu đi. Người ta nói phải không nghe, còn la mắng anh chàng kia, anh quy chúa kia nữa, họ cứ nhất mình quyết định ở đó. Rồi con quy chúa khuyên hoài không được, nó khuyên hoài không được thì nó lấy làm thương xót, lấy làm bất nhẫn lắm, nhưng mà không biết làm sao, nói hoài không được, phân càng nói thì cái đám quy kia nó càng hỗn hào, càng chửi bới, càng phản đối kịch liệt nữa. Cho nên anh này, một anh chúa này, anh về dẫn cái đám quy đầu đàn tùy tùng của anh với là những người theo theo ảnh cái phần truyền tâm ấn rồi đó, hãy dẫn đi hả. Còn mấy anh chàng kia thôi kệ hả, muốn tu gì đó tu. Dẫn đi ra thì lánh thân rồi, không có lần la với cái đám quy mà dám rùa đằng sau nữa, sẽ mới lại nữa, mà cũng không có giao thiệp nữa. Cách 10 ngày sau đó có một bầy voi đi ăn, rồi cái tới cái gốc cây đại thọ đó mà nằm nghỉ. Nằm nghỉ một hồi thình lình á, có mấy cái đám thằng lằn á rớt xuống trúng ngay cái lỗ tai của con voi, rồi rớt xuống trúng mũi của con voi, có nhiều rớt xuống trúng mắt nữa. Anh chàng voi tức quá, nhột nữa, rớt xuống rồi còn bò vô lỗ tai rồi cái dạng thọc lét hay sao đó. Mấy anh chàng voi là nhột quá, nhột quá cái khó chịu, thức quá, đứng dậy quạt tay vẫy đuôi, còn ngà vẫy ngà ở không phải ngà vẫy cái mũi đó, cái vòi đó quạt phá lung tung hết, đập trên cây rồi này kia, cây cành cây rồi gã gãy hết trơn rồi. Hầm gầm hét in ỏi hết. Rồi những cái con voi kia đó, những con voi mà không có bị rớt xuống đầu, xuống mũi, xuống tay, xuống họng đó, nghe cái anh voi này la hét sùm mà đập tay, đập vòi, đập quá trời đó, tưởng đâu á là có chuyện gì. Cái chưa hết. Tưởng đâu có chuyện gì tai nạn, cái cũng hầm hét in ỏi, cũng hò hét lên, chạy nhau thi nhau chạy quá trời quá đất, chạy mất tiêu. Mà quý anh biết mỗi lần mà voi nó chạy là như thế nào hả? Thấy không? Có thấy đồng tu mình có người nào mà cái bằng thân hình phất pháp mà mỗi lần chạy đó là quý vị biết có cái kiểu nó như thế nào. Cái bằng những người mà làm việc chạy đi đứng mà không có ấy đó, không có để ý tới những cái sự mà yên tĩnh của những người khác đó, thì cũng hơi giống á, hơi thôi chứ không có giống thiệt nhau, hơi giống thôi.
Thì đi đứng cũng cẩn thận chút không, chứ không sợ nó ầm à ồn ào quá rồi bụi bặm lên tùm lum. Người ta ngồi thiền người ta nhập định rồi, người ta xuất định rồi, nó mang nghiệp chướng ha. Thì một đàn voi như vậy kéo nhau chạy tơi bời, chạy tơi bời. Thì những con rùa mà bò ngang bò dọc bò càng đó, một cái kiểu rùa đó phải không, kiểu rùa nó chậm chạp đó, bị mấy cái anh chàng này á, những cái chân của anh bự quá đó, đập đạp gãy mai, gãy cổ, gãy họng, chết cả đám. Không chết thì cũng bị thương, phải không? Cái lúc đó mà kêu hồng thập tự cũng không kịp nữa, đúng ngày lễ. Thành ra bị thương rồi chết, lớp chết lớp bị thương quá trời quá đất hết. Nhiều quá, xe hồng thập tự cũng chở không hết á. Thành ra cái bữa đó thiệt mạng rất nhiều. Cho nên con quy cái cầm đầu, con quy cầm đầu đó. Hãy nhớ không, quý vị đi đứng cũng đàng hoàng không, đừng có dẫm nát người ta không. Phải dòm giữa đường, nhiều khi có những con vật con ấy đó, con sên rồi đó, ro sâu rồi mà dẫm chết. Thành ra sư phụ đi ban đêm phải có đèn pin đó là vậy, để dòm nhiều khi ban đêm không thấy không, ban ngày thì thấy, ban đêm thấy. Rồi đi mặt mày dớn dác cái dòm dòm trời dòm đăng không cũng đạp tới người ta nữa. Cho nên khi mà sau khi mà cái đàn voi này nó dẫm bị thương mà chết rất nhiều con rùa đó, thì cái anh quy cầm đầu đàn đó cũng bị voi đạp gần chết, chưa chết, gần chết thôi. Giận quá rồi ngồi đó thầm trách cái con quy chúa đó. Con quy chúa hồi nãy mà đi chỗ khác á, thì nói rằng nó nghĩ rằng mày đã biết trước có họa như thế này mà chẳng nói rõ ràng cho chúng ta hay mà tránh à, để cho nỗi lâm nguy phải đành chịu chết như thế này, còn mày thì được bình an vô sự à, vậy thì lấy chỗ nào mà gọi là có lòng nhân từ, mày tu hành phép Quán Âm mày làm cái gì? Khai ngộ gì đâu, ăn chay làm cái gì mà không chịu nói rõ ràng cho chúng tao hay à, để bây giờ chúng tao mang họa như thế này à. Thì bây giờ nó sanh lòng oán hận ghê lắm. Nó nói chúng ta thề, là tao thề rằng đời đời kiếp kiếp tao mà sanh một lượt với mày là tao tìm hết cơ hội để mà báo thù mới vừa lòng của tao. Cái con quy này sau này nó là Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì nó cứ kiếm cách mà hại Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hoài, phải không à. Thì tại cũng tại nó chứ tại ai đâu. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rồi, phải không, đã nói là con mấy cái con thằng lằn này nó rất nó ru hoài, thế nào có ngày cũng liên hệ tới mình mà vả lây tới mình, nhưng mà làm sao mà nó biết được cái vả gì được, nó chỉ có cái cảm giác là sẽ có họa vậy thôi, phải không. Rồi phải nói, nó nói vậy mà không chịu nghe, còn đứng chửi nói là xâm phạm tự do đi đứng. Tự do di trú à, tôi muốn ở đâu tôi ở, kệ tôi, anh nhìn xía vô à, còn la mắng nữa, còn chửi nữa, thiếu chút nữa đem làm bao cát đừng quýnh à. Thì bây giờ mang họa rồi mới trách người ta, phải không này, trách người ta rồi còn đòi báo thù báo hận này nữa, mà nói thì là làm à. Tại cái lúc đó lòng uất ức, cái lòng uất hận đó, nó quá cao đi, cho nên nói cái gì đó cũng như là một cái lời thề, một lời chú, một lời thần chú như vậy, cho nên nói là sao có lấy, không sau này làm người á thì luôn luôn là làm những kẻ thù của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cho nên không có bao giờ mà giúp đỡ Phật gì cả, mặc dầu đi theo Phật học theo à, mà anh cái bằng anh họ của Đức Phật nữa, mà cũng có đi theo Phật nữa mà nó không học hành, theo chơi cho vui, đừng có biết ông dạy cái gì à, là mai mốt ra dạy bậy à, ăn cắp nghề dạy bậy, không có lực lượng bên trong mà chỉ truyền cái miệng bên ngoài thôi, ăn nhầm gì.